Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức thế giới mới nhất. Thưa quý vị, sau loạt vụ nổ bí ẩn làm dung chuyển Crimea, Nga đã có những động thái nhất định về gia tăng sự bảo vệ vững chắc cho bán đảo xinh đẹp này. Mới đây nhất, truyền thông Nga đưa tin, hạm đội Biển Đen đã có tư lệnh mới sau khi để xảy ra các sự cố không mong muốn trong thời gian gần đây. Mặc dù chỉ rộng khoảng 18 ha, nhưng đảo rắn nằm cách mũi cực nam của Ukraine khoảng 48 km và cách bán đảo Crimea khoảng 300 km, có vai trò rất quan trọng trong xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong chiến sự, Ukraine bố trí đơn vị đồn trú khoảng 100 lính biên phòng bảo vệ đảo. Nga đều lực lượng đổ bộ chiếm đảo ngay từ những ngày đầu mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ngày 30 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rút quân khỏi đảo rắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời gọi đây là cử chỉ thiện trí để tạo điều kiện cho Ukraine xuất khẩu ngũ cốc. Quan trọng không kém gì đảo rắn, kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2, bán đảo Crimea đã trở thành địa điểm quan trọng phục vụ cho chiến dịch quân sự Nga phát động tại Ukraine. Tổng thống Putin từng gọi Crimea là thánh địa của Nga và một trong số các cố vấn hàng đầu của ông cảnh báo, nếu bán đảo này bị tấn công, Ukraine sẽ phải đối mặt với ngày phán xét. Tuy nhiên, phát lờ mọi cảnh báo, ngày 16 tháng 8 đã xảy ra một loạt vụ nổ lớn tại kho chứa đạn dược của Nga trên bán đảo Crimea. Vụ nổ diễn ra chỉ vài ngày sau khi sự cố tương tự đã xảy ra tại căn cứ không quân Saki của Nga ở thành phố Novodorivka ở miền Tây Crimea. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ nổ này là hành động phá hoại và đang thực hiện các biện pháp cần thiết để khắc phục hậu quả. Theo giới phân tích, đây giống như một sự thừa nhận rằng cuộc chiến đang lan rộng đến khu vực mà Điện Kremlin coi là lãnh thổ của Nga. Về phía Ukraine, nước này không công khai nhận trách nhiệm về bất cứ vụ nổ nào tại Crimea, nhưng Tổng thống Zelensky và cố vấn hàng đầu của ông Mikhail Podolyak đã đưa ra những tuyên bố làm dấy lên đồn đoán mơ hồ về sự can thiệp của Ukraine trong các cuộc tấn công phía sau chiến tuyến. Ông Podolyak viết trên Twitter, chúng tôi muốn nhắc nhở rằng Crimea của Ukraine sẽ là một vùng đất có núi non trù phú phục vụ cho hoạt động giải trí và du lịch nhưng Crimea do nga chiếm đóng sẽ phải chứng kiến các vụ nổ lớn dẫn đến nguy cơ thương vong đối với những người chiếm đóng những tưởng sẽ mập mờ đến cùng thì mới đây một quan chức giấu tên của Ukraine đã chia sẻ với truyền thông Mỹ một báo cáo nội bộ của chính phủ Ukraine trong đó thừa nhận quân đội nước này đứng sau các vụ nổ lớn tại ba căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea trong vòng một tuần trở lại đây các cơ sở quân sự này gồm căn cứ không quân Saki, kho đạn ở làng Maskoye, vùng Trangkoy, căn cứ không quân ở Kvadeskoye, Simferopol. Trước đó, một quan chức cấp cao của Ukraine cũng nói rằng lực lượng đặc nhiệm của họ đứng sau hàng loạt vụ nổ ở Crimea. Trong bối cảnh Crimea đang bị đe dọa an ninh, Nga đã thẳng tay các chức chỉ huy hạm đội biển đen ở Crimea là đô đốc Igor Osipov. Thay vào đó, ông Viktor Sokolov được bổ nhiệm làm tư lệnh mới. Cụ thể, trên báo Điện tử Dân trí có đăng tải bài viết với tiêu đề Nga thay tự lệnh hạm đội Biển Đen sau loạt vụ nổ dung chuyển Crimea cho biết, hàng thông tấn nhà nước Nga RIA ngày 17 tháng 8 đưa tin, tân tư lệnh Viktor Sokolov sẽ được giới thiệu với các thành viên của Hội đồng quân sự hạm đội Biển Đen tại cảng Sevastopol Crimea. Theo một nguồn tin, việc bổ nhiệm ông Sokolov không được thông báo công khai trong bối cảnh Nga đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là điều bình thường. Nếu được xác nhận, đây sẽ đánh dấu vụ thay thế quan chức quân sự đáng chú ý nhất của Nga trong gần 6 tháng kể từ khi xung đột bắt đầu. Tân tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea, ông Sokolov, 60 tuổi, đã có nhiều kinh nghiệm chỉ huy các tàu và đơn vị gia mìn trong những năm 1980 và 1990. Sau đó, đảm nhiệm một loạt vị trí trong các hạm đội Thái Bình Dương và phương Bắc, giữ chức phó tư lệnh. Kể từ năm 2020, ông lãnh đạo một học viện quân sự danh tiếng của Nga hạm đội biển đen của Nga đóng quân tại cảng Sevastopol và là một trong những lực lượng chủ lực của hải quân Nga, với biên chế khoảng 25.000 quân, cùng 41 tàu chiến, 7 tàu ngầm cùng nhiều máy bay chiến đấu. Hạm đội biển đen là một trong những lực lượng quan trọng của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ukraine nhiều lần cảnh báo tấn công các mục tiêu của Nga ở Biển Đen và bán đảo Crimea. Ông Vadim Skibitsky, người phát ngôn Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine hồi tháng 7 nói rằng quân đội nước này đang tìm cách tấn công các tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại Crimea bằng các tổ pháo hiện đại do phương Tây cung cấp. Hồi tháng 4, xoay hạm Moskova thuộc hạm đội Biển Đen của Nga bất ngờ bốc cháy ngoài khơi cách thành phố cảng Odessa của Ukraine khoảng 90 km. Moskova tuyên bố một vụ hỏa hoạn do nổ kho đạn trên bong khiến con tàu bị hư hại nặng và bị đắm khi được lai dắt về cảng. Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định đã bắn cháy con tàu bằng hai tên lửa hành trình. Bán đảo Crimea gần đây liên tục ghi nhận các vụ nổ bí ẩn tại căn cứ quân sự của Nga. Đầu tiên là trụ sở của hạm đội Biển Đen bị tấn công bằng máy bay không người lái, sau đó là các vụ nổ kho đạn liên tiếp. Việc Ukraine thực hiện cuộc tấn công vào Crimea cho thấy Kiev đang có sự thay đổi chiến thuật quân sự. Ukraine nhiều khả năng đang dựa vào vũ khí tầm xa của phương Tây và lực lượng đặc nhiệm để tấn công phòng tuyến phía sau của Nga, làm gián đoạn tuyến tiếp tế và giảm lợi thế của Nga về nhân lực vật lực. Chiến lược này sẽ tạo ra thách thức gia tăng ngày càng tăng đối với Tổng thống Putin vì Crimea được coi là chìa khóa an ninh trong chiến dịch mà Moscow đang thực hiện tại Ukraine. Chỉ trong vòng một tuần qua, Crimea đã bị dung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ lớn tại các địa điểm quân sự được sử dụng để chứa đạn dược. Sắp tới rất có thể bán đảo vẫn chưa thể bình yên khi mới đây, Cố vấn Tổng thống Ukraine Podolyak đã kêu gọi phá hủy cây cầu nối Crimea với đất liền Nga với lý do đây là một công trình xây dựng bất hợp pháp. Ukraine cảnh báo phá hủy cầu nối Crimea với Nga Cầu Crimea còn được gọi là cầu Kurs, được khởi công 2 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea thông qua trưng cầu dân ý năm 2014 và hoàn thiện năm 2018. Cây cầu trị giá hàng tỷ đô nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga. Với chiều dài 19 km, đây là cây cầu dài nhất châu Âu cho phép ô tô và tàu hỏa qua lại. Hồi tháng 4, Olga Kovitsprik, thượng nghị sĩ đại diện cho bán đảo Crimea, tuyên bố cầu Crimea được bảo vệ bởi nhiều lớp phòng thủ, trong đó có các đơn vị phòng không. Bà khẳng định cây cầu này bất khả xâm phạm. Mặc kệ sự bảo vệ kiên cố từ phía Crimea, sau khi thừa nhận gây ra hàng loạt vụ nổ trên bán đảo này, mới đây, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak đã xác nhận ý định tấn công cầu Crimea của Kiev. Ông Podolyak cho biết hôm ngày 17 tháng 8, cây cầu đó là thực thể bất hợp pháp, do đó nó phải được tháo dỡ không quan trọng bằng cách nào, dù tình nguyện hay không. Tuyên bố được đưa ra khi ông Dương như ám chỉ rằng Ukraine đang trong quá trình thực hiện một loạt các hành động phá hoại ở Crimea. Nga hiện chưa phản hồi về phát ngôn này của ông Puntoliak. Tổng thống Ukraine Zelensky đang kêu gọi người dân sống trên bán đảo Crimea tranh xa các căn cứ của Nga, cảnh báo rằng những nơi này cũng có thể phát nổ. ép không công nhận việc Crimea sáp nhập vào Nga và gọi bán đảo là lãnh thổ bị chiếm đóng. Ở một diễn biến khác, lãnh đạo Crimea Sergei Arsinov cho biết cơ quan an ninh Nga đã dẹp nhóm khủng bố Hồi giáo gồm 6 người trên bán đảo và cáo buộc nhóm người này nghe theo chỉ thị từ Ukraine. Ông không nói rõ những người này có liên quan đến các vụ nổ gần đây ở Crimea hay không. Chiến trường ở miền nam Ukraine tiếp tục là điểm nóng chiến sự khi Kiev đang quyết tái kiểm soát khu vực này từ Nga. Quân đội Ukraine hôm 17 tháng 8 tuyên bố đã tấn công vào một căn cứ của Nga ở thành phố Novaya, Kakhovka, tỉnh Kherson, nơi Moscow đang kiểm soát. Các quan chức hàng đầu của Ukraine trong nhiều tuần qua khẳng định sẽ thúc đẩy chiến dịch giành lại thành phố Kherson, thậm chí một số người còn tuyên bố chiến dịch đã được tiến hành. Ông Podolyak nói vào tuần trước rằng tất cả các tuyên bố công khai của các quan chức Ukraine là chiến tranh tâm lý nhằm mục đích làm giảm nhuệ khí của quân đội Nga. Trước đó, hôm 15 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev tuyên bố Moscow sẽ không để bất kỳ ai có thể phá hủy cây cầu Crimea. Ông Kosachev lưu ý rằng bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào nhằm vào cầu Crimea chắc chắn sẽ liên quan đến vũ khí nước ngoài cung cấp cho Kiev, vì các vũ khí mà quân đội Ukraine đang sở hữu về mặt kỹ thuật không có khả năng tiếp cận cây cầu chiến lược của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào giữa tháng 6 rằng Moscow đã biết và lưu ý về các mối đe dọa từ Kiev. Ông Peskov nói rằng an ninh của cầu Crimea và toàn bộ bán đảo được đảm bảo bằng các biện pháp ngăn chặn do lực lượng vũ trang Nga thực hiện. Sau khi thừa nhận là chủ mưu gây ra hàng loạt vụ nổ lớn ở Crimea, việc Ukraine tiếp tục phớt lờ sự cảnh báo của Nga và mạnh miệng đe dọa phá hủy cây cầu Kursk cho thấy nước này dường như không biết sợ là gì liệu chiến sự sẽ leo thang đến đâu khi nga vừa tuyên bố sẽ trả đũa gấp trăm lần nếu ukraine dám tấn công cây cầu quan trọng này Động thái thay mới tư lệnh hạm đội Biển Đen dường như cho thấy rằng Nga cũng lo ngại về sự an toàn của Crimea trước loạt tấn công dữ dội từ phía Ukraine. Dường như chính quyền ông Zelensky đang cố gắng nhắm mục tiêu vào Crimea nói chung và cụ thể là cây cầu huyết mạch Kerch được xây dựng để đơn giản hóa kết nối từ bán đảo này với đất liền Nga. Việc phá hủy cây cầu đã được các quan chức hàng đầu của Ukraine liên tục đưa ra như một ý tưởng trong vài tháng qua, bất chấp những lời cảnh báo của Moscow. Chưa biết liệu Ukraine sẽ triển khai chiến lược phá hủy cây cầu Kerch như thế nào nhưng nếu nước này có khả năng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ nga cục diện cuộc xung đột chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.